Em Chiến chào tất cả các bác ở mọi miền Tổ quốc đang theo dõi kênh của em hàng ngày. Thì đây là cặp loa 4312 Captron Monitor hàng tuyển cập bến. Sáng nay em đã qua mà giới thiệu ba cặp loa với âm ly về. Thì đây là video chi tiết để gửi đến các bác ở mọi miền Tổ quốc. Các bác xem và nếu yêu thích cặp loa này thì liên hệ cho em nha. Giá là 20.500.000 đã bao gồm phí ship. Đây là những cặp loa rất là nổi tiếng của JBL, dòng loa chuyên phục vụ nghe nhạc với âm thanh cực kỳ là chuẩn, tuyệt vời, nổi tiếng của những dòng loa Mỹ. 4312 Captron Monitor, em này sở hữu bass 30, 1:1 chép và có hai vi tinh chỉnh mic chép. Cho các bác nào xài những âm ly không có chỉnh bass chép thì chúng ta có thể can thiệp vào giải cao ở tần số rộng. Cặp loa rất là đẹp nha các bác. Rồi sau đây em sẽ đi vào là chi tiết cặp loa để các bác xem được cái thùng vách nó, rồi em sẽ que để các bác xem được tiếng loa. Đây, mời các bác nha. Rất là đẹp luôn nha. Góc cạnh thì tuyệt vời nha các bác. Đây các bác thể thấy. Đây là cạnh phải. Đây các bác có thể thấy vuông thành sắc cạnh nha. Giá trên đã bao gồm phí ship nha các bác, là bao gồm phí ship tặng nơi cho các bác đó. Nếu các bác ở xa mà yêu thích cặp loa này mà chưa lần nào đã giao dịch với bên em thì các bác chỉ cần cọc tiền khoảng 10% trở lên thì khoảng ít nhất là 2 triệu, thì em sẽ ship hàng. Thì số tiền còn lại thì các bác nhân hàng tới, nhân viên sẽ liên hệ với các bác để nhận giao hàng và họ sẽ giao hàng tận nhà cho các bác nha. Các bác sẽ thanh toán số tiền còn lại, vâng, hoặc là nếu các bác chuyển khoản đủ thì em sẽ giảm cho các bác vài trăm. Đó là cơ bản và mua hàng bên em. Thì các bác nào mua hàng nhiều rồi thì các bác sẽ biết, còn các bác nào chưa mua hàng thì các bác sẽ cọc tiền. Và đây là cạnh phải của cặp loa. Các bác chỉ cần nhìn trên video như thế này thì các bác sẽ thấy được nó đẹp và hoàn hảo nó như thế nào. Những cặp loa và những con âm ly và những thiết bị audio hàng bãi, bên em luôn đưa về cho các bác những sản phẩm nó đặt tiêu chuẩn mà em vẫn đưa ra cho các bác. Em mà ưng ý thì các bác cũng không phải ưng ý thôi, tại vì em cũng rất khó tính trong cái việc chọn lựa những sản phẩm. Đây, em mời các bác xem nha. Từ từ thì em sẽ đưa gửi kênh để các bác cùng xem nha. Bây giờ mình xem cứ xung quanh đi đã. Vâng, và đây là phía sau. Thì những dòng 4312 Captron Monitor thì nó sử dụng là jack mỏ chim nha các bác. Jack mỏ chim. Các bác có thể thấy vuông thành sắc cạnh này, đẹp. Đây là những sản phẩm chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Cặp này vừa về trong sáng nay. Hình như nay là ngày 10 hay là ngày 10, 11 gì các bác. Rồi bây giờ cái quan trọng nhất là em sẽ mở kênh để các bác cùng chiêm ngưỡng. Chắc rất nhiều bác đang xem video này thì cũng đang chờ cái khâu mở kênh nha. Vâng, đây là khi tháo kênh thì cặp này về có tem treo cho các bác nha. Cái tem treo này nó cũng rất giá trị nha. Nhiều bác phải bỏ tiền ra hỏi em mua bán lại 500 ngàn cả triệu nhưng mà không có bán nha các bác. Tại vì cặp loa nào nó về nó có thì em sẽ để cho các bác y vậy, còn cái nào không có thì không có thôi. Chứ còn nếu mà gỡ ra bán thì được, cũng được 500 ngàn hai cái tem treo tờ giấy thôi. Nó ở cái mức độ là sưu tầm thôi nha các bác. Thì giá trị nó chỉ hai tờ giấy chút xíu thôi. Mà 500 ngàn nghĩ nó vô lý, nhưng mà 500 ngàn chúng ta cầm 500 ngàn mà làm được hai cái tem như đó không bao giờ được. Tại Việt Nam mình không bao giờ được nha các bác. Nó mới là gọi là ở chỗ sưu tầm. Đây. Đây các bác thể thấy được độ đẹp nha. Từ tiếng loa cho đến là giải hai lo mic, hai lo chép đều nhau, rất là đẹp. Kể cả lo bass này, các bác thấy đã chưa? Bass 30 găng vải tẩm dầu nha các bác. Rồi các bác nào yêu thích cặp loa này thì liên hệ cho em Chiến nha. Giá là 20.500.000 đã bao gồm phí ship. Các bác nào chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt 300.000 cũng bao gồm phí ship cho các bác nhé. Và đây là hai số điện thoại của em, các bác có thể kết bạn Zalo qua hai số điện thoại này. Số 77027 là kết bạn Zalo được nha các bác. Còn hai số kia thì đầy rồi. Còn số 114 Zalo đầy rồi nha. Các bác nhớ đăng ký kênh để ủng hộ và luôn luôn được cập nhật những video mới nhất. Vâng, và đây là cặp loa 4312 model XB nha các bác. Cặp loa dòng XB có một thiết kế cực kỳ là đẹp. Nếu các bác yêu thích cặp loa này thì cứ trực tiếp alo cho em Chiến qua hai số điện thoại kia. Và giá cặp loa này thì bên em đang phân phối giá đã bao ship toàn quốc cho các bác là 22 triệu đã bao gồm phí ship. Thì sau đây em Chiến cũng như thường lệ em Chiến
gửi đến các bác những là chi tiết và que xung quanh để các bác ở xa có thể yêu thích cặp loa này thì liên hệ cho em. Cặp loa này lâu lâu mới có 4312XB, nó tiếng nó tốt hơn những dòng mà 4312 trơn hay là 4312A, B vân vân, hay là model XB nha. Nó có thiết kế khác hầu hết những dòng loa kia. Phía trước nó sẽ có một nồi nhu ra bo và thể hiện logo và một hai vi tinh chỉnh mic và chép. Khi đóng e căng thì các bác sẽ thấy như thế này, nó rất là đẹp và sang trọng nhờ phía trên logo và phần canh chỉnh và phần bố trí e căng nó cũng liền lạc so với cái thùng vách như thế này, nó rất là đẹp nha. Kính mic luôn, kỳ là nó bo hết trong này luôn và e căng nó sẽ tơ méo dần dần và hai bên này nó sẽ đều nhau. Thùng của lạng rất là đẹp. Đây, còn cả tem luôn nha các bác. Đây, JBL 4312XB. Đây là cái bên trái cái L này, nó có cái hiệu L này và cái này cái R này đấy. Đúng cặp của nó nha các bác. Đây là phía trên của sản phẩm. Rồi em chiến lấy kênh ra để các bác thấy được tiếng loa cũng như là cấu hình của em nó. Thì model 4312 thì cấu hình vẫn như những model khác, vẫn là bass 30 nha các bác. Bass 30. Một chung, một chép dom titan. Một lỗ thông hơi phía trước. Rất là đẹp nha. Rồi tiếp theo là em sẽ que chi tiết thùng vách, bác nào lấy thì alo cho qua hai số điện thoại này, giá là 22 triệu đã bao gồm phí ship. Đây là những sản phẩm bên em chiến tuyển về lựa chọn kỹ lưỡng, đạt tiêu chuẩn thì em đưa về để phục vụ các bác và giới thiệu cho anh em và các bác ở mọi miền tổ quốc có yêu thích sản phẩm nào, thứ nhất là ủng hộ em và thứ hai là lựa chọn cho mình một trong những sản phẩm các bác về vừa nghe nhạc vừa trưng bày ngắm nhìn những sản phẩm. À, các bác nào có yêu thích thì cứ có thể giới thiệu cho bạn bè thân quen. Và đây là cạnh trái của cặp loa, một cặp loa rất là đẹp tuyệt vời. Dòng loa chuyên nghe nhạc của JBL. Đấy các bác có thể thấy được đồ đẹp của nó. Đối với dòng loa này thì nó đã có cầu loa bắp chuối cho chúng ta rồi. Đây, những cầu loa, dòng loa nó có cầu loa bắp chuối thì nó rất là tiện. Ở thời điểm bây giờ là những bộ dây loa đều sử dụng cầu loa bắp chuối thì nó rất là tiện cho chúng ta cắm nối này bắp chuối. Và nếu chúng ta sử dụng dây loa mỏ chim thì chúng ta sẽ vặn ra nha, các bác, vặn ra nó sẽ có cái lỗ này. Đấy, lỗ phía trong thì ta nhắc vào và vặn lại thôi. Còn nếu có bắp chuối ta sẽ kém thẳng vào này luôn. 4312XB. Phía sau nó cũng là vòng gô lạng hết nha. Tại cậu thấy độ mới, độ đẹp của nó nha. Rồi các bác nào đấy đã yêu thích cặp loa này rồi thì alo cho em qua số điện thoại này nha. Giá nó là 22 triệu, giá em chính đã cân đối và đã bao gồm phí ship cho các bác nha. Em ship toàn quốc, nhân viên sẽ giao hàng tận nhà cho các bác. Nếu các bác ở xa mới theo dõi kênh của em, nếu các bác yêu thích thì cứ ngần ngại thì cứ việc đặt cọc cho em, ít nhất là 2 triệu thì tùy các bác. Còn các bác nào chi không đủ thì em sẽ bớt khoảng là 300 ngàn. Giá em luôn cân đối để tốt nhất cho các bác. Và loa thì các bác luôn sử dụng những sản phẩm chưa qua tay người sử dụng Việt Nam, nó đặc trưng bán hàng bên em. Sau đây em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.